Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Karin Channel. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn sau khi cài lại Win là các bạn sẽ cài những phần mềm gì. Thứ nhất là sau khi cài Win là các bạn phải cài trình duyệt web. Thứ hai là phần mềm hỗ trợ download. Thứ ba là phông chữ và phần mềm gọi tiếng Việt. Thứ tư là driver. Thứ năm là trình xem video nghe nhạc. Thứ sáu là trình nén giải nén. Thứ bảy là Microsoft Office. Thứ tám là trình xem file PDF. Thứ chín là phần mềm diệt virus. Thứ mười là Microsoft Net Framework. Thứ 11 là Microsoft Visual C cộng cộng. 12 là phần mềm gỡ cài đặt hiệu quả tùy chọn. 13 là phần mềm quét dọn rác ở máy tính. 14 là phần mềm chống phân mảnh cổ cứng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những phần mềm cần thiết, đó là trình duyệt web. Trình duyệt web là một phần mềm cơ bản cần thiết phải bắt buộc phải có máy tính. Các bạn hãy vào Google. Các bạn vào trên dưới Google, các bạn gõ vào từ John. Là các bạn tải về John có trên tải và cài đặt là cũng khá đơn giản. Video này mình chỉ hướng dẫn các bạn các mục các bạn tải về, còn video mà hướng dẫn cài đặt và download thì mình sẽ có những video sau. Về trình duyệt web là các bạn có thể dùng Google Chrome hoặc là cung cấp hai phần mềm phổ biến hiện tại là mình cũng hay dùng. Thứ hai là phần mềm hỗ trợ download để giúp bạn tải những file hay video thích về máy tính để xem phim cả nhạc. Gồm có ba công cụ cơ bản như là EDM, Blackcat và Git. Gadget này, phần mềm tăng tốc download là EDM. Bởi phần mềm này các bạn cứ lên Google rồi sẽ từ khóa này là sẽ có hết. Thứ ba là phông chữ và phần mềm gọi tiếng Việt. Phông chữ là và phần mềm gọi tiếng Việt cũng không thể thiếu dù bạn sử dụng máy tính về mục đích gì, làm việc đã thấy là soạn thảo văn bản hay là tìm kiếm một thông tin nào đó. Phần mềm này cũng khá là quan trọng. Hai phần mềm này thông thường là chúng ta sẽ sử dụng NSK và MetriK. Hai cái này là các bạn chỉ cần tải một cái về là dùng OK. Thứ tư là driver. Khi các bạn tải khi các bạn cài Win 10 á thì phần update sẽ là cài nó sẽ tự động cài driver cũng cơ bản là hoàn chỉnh. Còn mà giống như mà Win 7 á là chúng ta phải cần thêm cài driver, vì Win 7 là thường thường là thiếu driver rất là nhiều. Các bạn là có thể từ cài driver tự động và các bạn có thể vào vào phần driver ESC. Driver ESC là phần mềm này là phần mềm tải driver tự động. ESC này là phần mềm tải tự động về. Ví dụ driver nào thiếu nó sẽ tải tự động về. Còn phần thứ năm là trình xem video nghe nhạc. Nhiều người có thói quen là xem phim, xem video nghe nhạc trên máy tính, vậy nên tải phần mềm nào hợp lý cũng khiến chúng ta cũng phải là đau đầu. Hiện nay có nhiều phần mềm hỗ trợ nghe nhạc, xem phim chất lượng cao, bạn cần chọn cho mình phần mềm phổ biến và sử dụng nhất để tải về. Cũng có ba phần mềm mà mình thấy cũng khá thích. Đó là VLC Media Player, Camera Player, Hybrid Player FB này. Ba phần mềm là mình thấy là xem video nghe nhạc là khá tốt.
Thứ sáu là trình giải nén. Có hai công cụ giải nén chúng ta thường sử dụng, đó là phần Winner và bẫy zip. Thứ bảy là Microsoft Office. Mà các bạn có thể sử dụng Khay Office giá rẻ, cung cấp rất nhiều công cụ tiện ích phục vụ cho công việc văn phòng như Microsoft Word hỗ trợ soạn thảo văn bản, Microsoft Excel hỗ trợ tạo bảng tính, Microsoft PowerPoint là tạo các bài viết thuộc trên chức năng cao, v.v. Ngoài ra còn nhiều ứng dụng khác nữa bạn có thể tải về công cụ văn phòng trên để sử dụng công việc. Thứ tám là trên xem file PDF. Phần mềm hỗ trợ đọc file PDF sẽ giúp bạn đọc được sách điện tử trên máy tính. Bạn có thể tham khảo và tải về các phần mềm như là Adobe Reader hay là Post-it Reader này. Những phần mềm này là miễn phí. Thứ chín là phần mềm diệt virus. Phần mềm diệt virus là phần mềm cần thiết phải có sau khi cài đặt phiên bản Win. Phần mềm diệt virus sẽ đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính bằng được sự xâm phạm nhập khủng khiếp của các loại virus hacker hiện nay. Hiện tại Windows 10 là cổng tích hợp Windows bảo Defender để bảo vệ máy tính cũng tương đối mạnh, nhưng nếu bạn còn muốn sử dụng phần mềm diệt virus khác thì có thể tham khảo một số phần mềm diệt virus miễn phí như Avira, Kaspersky, dùng thử BK Pro là phải mức phí, và có một số phần mềm diệt virus như Avast nữa, vân vân. Thứ 10 là các bạn vào thứ 10 các bạn cần phải download Microsoft Net Framework. Framework là một nền tảng lập trình, vừa là một nền tảng thực tế ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Nếu mà thường thường mà chúng ta cài giống như mình cài cắm Tasia chính này mà không có Microsoft Network 4.5 trở lên là mình sẽ không cài được. Cho nên nó phải bắt mình cài Microsoft Network này. Thứ 11 là Microsoft Visual C++ này. Microsoft Visual C++ là một sản phẩm môi trường phát triển tích hợp IDE cho các công cụ lập trình C, C cộng, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API và Microsoft Net Framework. Thứ hai là phần mềm gỡ các cài đặt hiệu quả. Có nhiều phần mềm bạn không muốn sử dụng nữa mà muốn gỡ nó, đôi là đi để nhà máy hơn, máy chạy bước hơn. Vì vậy tại phần mềm gỡ cài đặt này sẽ giúp bạn gỡ cài đặt phần mềm đó một cách sạch sẽ nhất. Thường thường là có ba phần mềm đấy, mình hay sử dụng là phần mềm Revo Installer này, 13 là phần mềm quét chuột rác tối ưu máy tính. Phần mềm quét chuột rác tối ưu máy tính sẽ giúp máy tính các bạn là chạy nhanh và mượt, hiệu quả hơn. Các bạn có thể tải CC Cleaner Pro hoặc là AVG CleanUp này. 14 là phần mềm chống phân mạch của cứng. Các phần mềm quét chuột rác kể trên có hỗ trợ chống phân mạch HDD, tuy nhiên bạn có thể dùng một phần mềm chuyên biệt và chuyên nghiệp hơn để bảo vệ ổ cứng của máy. Đó là phần mềm Ubisoft Smart Pro, là phần mềm chống phân mạch của cứng HDD mà bạn có thể tải về. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đó là 10 đó là mình tổng hợp những phần mềm cần thiết sau khi cài lại Windows. Các bạn cần phải tải những phần 14 phần mềm cần thiết này để mà mình có bảng Windows hoàn chỉnh hơn. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người thấy video mình hữu ích. Hãy cho mình một like, một đăng ký nhé.